Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em đến với nhà của anh Quỳnh Diệm để giao lưu với mọi người một số phôi mai. Rồi, anh chào khán giả các anh quý ơi. Xin chào anh chị, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay con cũng có về một số phôi mai, là tổng cộng là 18 phôi. Con muốn giao lưu với cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ con. Dạ. Rồi, mình vô phôi đầu tiên luôn. Dạ, là phôi thứ nhất của ngày hôm nay. Là một cặp ha. Một cặp. Mai này mai ghim 5 cánh ha mọi người. Đế nè. Đế này cũng tương đối khá ha, nhìn cũng đẹp ha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Cây mã số 1 ha. Cây mã số 1. Đo cây A cho cô chú anh chị. Thông tin cơ bản đi. Bình thân vị trí này như là 26. Tính 25 thôi. Chín trừ 2 xíu cho này là 23. 23. Một cây 25, một cây 23 ha. Chiều cao luôn anh ơi, chiều cao hảo hảo thôi. Chiều cao là 50. Cây 50. Cây nhỏ 50. Cây cao chắc khoảng 80 à. 80 tới 1 mét. Cây cao tới 1 mét để 2. 1 mét để 2 ha. Cây mã số 1. Cây này giao lưu như vậy anh? Dạ, cặp. Cây hay một cặp này em giao lưu là giá là 1 triệu. Em bao ship 200 km. Cặp số 1 này là 1 triệu ha, bao ship 200 km luôn. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Cô chú anh chị nào ở xa mà muốn có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để mình thương lượng giá ha. Tiếp theo là cặp số 2. Cặp số 2, cây đế cũng rất là quái ha. Quay kỹ cho mọi người xem ha. Chi cành thì cũng đều luôn. Rồi, cho em xin thông số anh ơi. Bình thân như vị trí này như là 19. 19 nè, cây bên đây là 19 nè. Bình thân vị trí này như là 22. 22, chiều cao luôn. Chiều cao cơ bản nè. Cặp. Chiều cao cơ bản. Cây này như là 92. Ngược thước rồi. Quay thước lại là ông rồi. Là 58. 58 ha, chiều cao 58. Hai cây tương đương nhau nha. Hai cây tương đương 58. Cây cũng rất là đẹp ha. Này một cặp nha. Số 1, số 2 là một cặp. Rồi, cặp này giá như anh. Cũng giao lưu với cô chú anh chị á là 1 triệu. Cặp số 2 cũng là 1 triệu luôn ha. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Số 3. Số 3 là một cây dáng bay. Chi cành đều hết trơn nha. Cây rất là đẹp, nguyên một cái củ luôn. Nguyên một cái củ này nè. Quay xe cho mọi người xem nha. Nguyên một cái củ nè. Rất là đẹp ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Bình thân vị trí này là 33. 33 ha. Chiều dài của thằng bay luôn. Chiều dài của cành bay là 1m31. 1m31 ha. Cây rất là đẹp ha. Rồi quay sơn chồng anh đây. Nhánh bay rất là đẹp luôn. Rồi, cây này nhiêu vậy anh? Dạ, cây số 3 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 2 triệu rưỡi. Cây mã số 3 này là 2 triệu rưỡi ha. Bao ship 200 km luôn. Cây nhánh bay rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo luôn nè. Cô chú anh chị nào ở xa mà có nhu cầu giao lưu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý nha. Để hai bên mình thương lượng nha. Tiếp theo là phôi số 4. Phôi số 4. Cây này đế rất là đẹp ha, đế đều 24 giờ luôn. Lực ha, cộng nào ra cộng đó ha. Thân thì nó nu nhìn rất là quái ha, nó nu cục nè. Nhìn cũng rất là quái. Lắc lượng cũng khá đẹp ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Bình thân vị trí này như là 31. Đó.
chiều cao luôn. Chiều cao tổng thể như là 90. Ngược thước nữa rồi, ngược thước rồi. Chiều cao tổng thể như là 61. 61 nha, cao 61. Cây lắc lượng khá đẹp ha, chi tay cũng đều hết trơn nha. Rồi, cây mã số 4 này nhiêu danh? Cây số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị giá là 2,2 triệu. Mã số 4 là 2,2 triệu á, bao ship 200 km luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Mã số 5. Tiếp theo là cây bay ha. Cây bay nó có cái rễ rất là quái nha. Đế thì cũng đều đẹp ha, đế lực ha, cộng nào ra cộng đó hết trơn ha. Đế đều 24 giờ luôn. Rồi, cho em xin thông số luôn anh nè. Mình thang vị trí này như là 29. 29 nè. Chiều dài luôn. Chiều dài của cành bay như là 85. Chiều dài 85 nha. Cây rất là quái nha. Bay mà có cái đuôi rất là quái luôn. Rồi, cây mã số 5 này. Cây số 5 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,8 triệu. Cây mã số 5 là 1,8 triệu nha. Bao ship 200 km luôn. Cô chú anh chị nào mà ở xa mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để hai bên mình thương lượng giá cả ha. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Cây mã số 6. Cây đế cũng đẹp lắm nha. Đế là 24 giờ cộng nào ra cộng đó luôn. Chi tay đánh cũng đều luôn. Rồi, cho em xin thông số anh nè. Hoành thăng vị trí này như là 25. 25 ha, hoành thăng 25, chiều cao luôn. Chiều cao tổng thể như là 77. Cao 77. Cây cũng đẹp lắm ha. Rồi, cây số 6 này con giao lưu với cô chú anh chị giá 1,2 triệu. Cây mã số 6 là 1,2 triệu á, bao ship 200 km luôn. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp theo là cây mã số 7. Đế quái ha. Đế nơm lên cực kỳ quái luôn. Đế cộng nào cũng nấy lực lắm ha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Chế này như là 20. 20 á, hoành thăng 20 á. Chiều cao luôn. Chiều cao như là 61. 61 nha, cao 61. Cây đế rất là quái, rất là đẹp luôn. Rồi, cây mã số 7 giá nhiêu anh? Cây số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,3 triệu. Cây mã số 7 này là 1,3 triệu á, bao ship 200 km luôn. Cô chú anh chị nào mà ở xa thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để mình thương lượng giá cả nha. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Cây mã số 8. Cây này cũng quái dị luôn nha. Đế thì rất là đẹp. Đế lực lắm ha, cộng nào ra cộng đó hết trơn nha. Quay kỹ cho mọi người xem. Rồi, cho em xin thông số luôn anh. Đo ngay cổ này đi. Cây này khó đo. Mình thăng vị trí này như là 34. 34. Chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao như là 47. Cao 47. Đế nơm lên nhìn rất là đẹp ha, rất là lực ha. Rồi, cây mã số 8 này nhiêu anh? Cây số 8 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,5 triệu. Cây mã số 8 là 1,5 triệu ha, bao ship 200 km luôn. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Mã số 9. Đế lực nha, cộng nào ra cộng đó hết trơn nha. Quay kỹ cho mọi người xem nha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Bình thăng
vị trí này như là 25. 25 á, hoành thân là 25. Chiều cao tổng thể như là 49. Cao 49 nè. Rồi, cây mã số 9 luôn. Cây số 9 này con giao lưu với cô chú anh chị giá 1,3 triệu. Cây mã số 9 này là 1,3 triệu á, bao ship 200 km luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Mã số 10. Cây này chi cành đều ha. Đế thì lực cộng nào ra cộng đó luôn. Đây nó có cái mấy cái bệt nó tét tét, nó muốn lên sụ hết trơn nè mọi người. Đó, đây. Một cái kỹ cho mọi người xem á. Rồi cho em xin thông số anh nè. Hoành thân vị trí này như là 31. Hoành thân ở vị trí đó là 31 ha. Chiều cao luôn. Chiều cao tổng thể như là 1m22. Cao 1m22. Cây chi cành đều chứ nha. Ngày về mình mau chơi nha. Rồi. Cây số 10 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,7 triệu. Cây mã số 10 này là 1,7 triệu ha. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Cô chú anh chị nào mà ở xa mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để hai bên mình thương lượng nha. Theo là phôi số 11. Phôi số 11. Chì tay trên đánh đều chứ nha. Cây cũng rất là đẹp á, rất là duyên. Rồi cho em xin thông số anh ơi. Hoành thân vị trí này là như là 27. Hoành thân là 27 nha. Chiều cao luôn. Chiều cao tổng thể là 83. Cao 83. Rồi quay một vòng luôn. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 11 này là con giao lưu với cô chú anh chị giá là 700k. Rồi. Cây số 11 là 700k ha. Bao ship 200 km nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để hai bên mình thương lượng giá cả nha. Rồi cây số 12. Cây văn bay ha. Đế cũng rất là đẹp ha. Cây có cái chân quỳ ở đây nè. Nhìn rất là đẹp ha. Rồi cho em xin thông số nè. Hoành thân vị trí này như là 20. Hoành thân vị trí đó là 20 ha. Chi tay đánh đều chứ nha. Chiều cao, chiều dài của cành bay là 44. Dài là 44. Cây rất là đẹp ha. Rồi cây mã số 12 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 700k. Cây mã số 12 là 700k ha. Bao ship 200 km luôn. Tiếp theo. Theo là số 13. Một cây quái dị luôn. Nguyên một cái củ à, củ rất là đặc ở trong nha. Cây rất là quái dị. Nó có một cái nhánh bay phóng ra. Cây quá đẹp luôn. Rồi, cho em xin thông số luôn. Đo này đo hai vị trí nha. Cây này không biết đường đo luôn. Đo phóng phóng cho mọi người xem thôi. Như mình vị trí này như là 14. Vị trí đó là 14 ha, nguyên cái cũ này đi. Nguyên cái cũ luôn. Cái cũ như là 45 đi. Cũ 45 ha. 45. Cây rất là quái ha. Chiều dài của cái nhánh bay luôn. Chiều dài là 93. Dài 93. Cây rất là quái. Này về mình chơi là cực kỳ quái luôn á. Rồi cây mã số 13 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,5 triệu. Cây mã số 13 này là 1,5 triệu ha. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn. Cô chú anh chị nào ở xa thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để hai bên mình thương lượng cái phí ship ha. Tiếp theo là số 14. Số 14. Chi tay trên đều nha. Chi tay rất là đẹp. Đế thì 24 giờ luôn. Cộng nào ra cộng đó nha. Rồi cho em xin thông số anh đây. Hoành thân vị trí này như là 27. 27.
Chiều cao như là 102. Cao 1m02 á. Rồi quay vòng luôn. Cây số 14 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,5 triệu. Cây mã số 14 là 1,5 triệu à. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn. Cây mã số 15. Lùng lực luôn. Đế thì lực ha, đế đều 24 giờ luôn. Cộng lực xong ha. Này là về mình gắn bo vô đây cũng mau chơi lắm em mọi người. Đó, về mình cấy bo vô. Rồi cho em xin thông số luôn nè. Hoành thăng vị trí này như là 30. Hoành thăng là 30 nha. Chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao tổng thể như là 43. Cao 43. Cây này nó muốn xù chảy à. Mấy cái nách này nó tét xù cho nè. Cái này tương lai nè, nó lên xù nha mọi người. Rồi. Cây số 15 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 2 triệu. Cây mã số 15 này là 2 triệu ha. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn. 16, này 17 rồi, hút số rồi. Lộn số rồi. 16. Này là số 16. Lộn số. Cái này là trước Tết nha cô chú anh chị. Cây này sống khỏe rồi nha. Đế nè, em dạch đế cho mọi người xem. Nguyên cái củ đế dưới này cũng cực kỳ khủng nha. Một củ đế luôn. Đế này đặt ở phía trong hết trơn nha. Cây này kéo sẹo rất là mạnh nè. Là cây cực kỳ sống khỏe luôn. Rồi em quay sơ cho mọi người xem chi tiết luôn. Cây này nó đang lên xù da me, xù cốc. Xù da cốc. Chi tay cũng đều cũng đẹp ha. Rồi cho em xin thông số nè. Hoành thăng vị trí này như là 46. Hoành thăng là 46. Chiều cao luôn. Chiều cao tổng thể như là 64. Cao 64 à. Cây rất là đẹp ha. Đế thì nguyên một củ đế luôn. Rồi. Cây số 16 này con giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu. Cây mã số 16 là 4 triệu ha. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn nè. Cô chú anh chị nào mà ở xa thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để hai bên mình thương lượng phí ship ha. Tiếp theo là phôi số 17. Này số cũng 17. Là phôi trước Tết nữa nghe cô chú anh chị. Cây này sống khỏe hết trơn nha. Đâm đọt rất là nhiều nha. Đế thì lực cộng nào cộng đó hết trơn nè. Nó kéo sẹo cực kỳ mạnh nha. Đây nè, nó kéo sẹo nè. Thấy không? Cây mà kéo sẹo gì là cây cực kỳ khỏe. Rồi cho em xin thông số lên nè. Hoành thăng vị trí này như là 32. Hoành thăng này vị trí hiện tại đó là 32 á. Chiều cao luôn. Chiều cao tổng thể như là 47. Cao 47. Rồi quay một vòng luôn. Cây số 17 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 2,5 triệu. Cây mã số 17 này là 2,5 triệu ha. Bao ship 200 km luôn. Rồi tiếp theo luôn. Mã số 18. Cây sống khỏe luôn. Đúng là một cây trước Tết luôn. Sống khỏe ha. Bẻ cho nó thấy cái đế cho mọi người xem nha. Đế nè. Cây cực kỳ dài nha. Cây sống khỏe hết trơn, đâm tược hết trơn rồi nha. Rồi cho em xin thông số nè. Hoành thăng vị trí này như là 33. Hoành thăng vị trí hiện tại đó là 33. Chiều cao luôn. Chiều cao như là 50. Cao 50. Rồi. Cây số 18 này con giao lưu với cô chú anh chị giá là 1 triệu. Cây mã số 18 cũng là cây cuối cùng của clip này là giá là 1 triệu. Bao ship 200 km luôn nha. Cô chú anh chị nào mà ở xa thì cứ liên hệ trực tiếp anh Quý để hai bên mình thương lượng nha. Rồi
chào khán giả luôn anh Quý ơi. Dạ con cũng xin rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị. Dạ, dạ. Rồi cô chú anh chị nhớ ủng hộ anh Quý để anh Quý tìm những phôi mai đẹp để giao lưu với cô chú anh chị nhé. Rồi cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em nhé. Rồi em cũng xin chào tạm biệt cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị ngày làm việc tốt lành.